Dạ, em xin kính chào quý cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Một Thơ Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì kênh trở lại với vườn mai của anh Phong ở Trà Lách, Bến Tre, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một số cây mai thành phẩm với lại bán thành phẩm hết cô chú anh chị. Rồi mình sưu tầm giống cũng như là chuẩn bị chơi Tết 2023 luôn nha. Dạ, ở đây thì mình có một cây cúc cát tường nha cô chú anh chị, ghép với gốc tứ quý đế sởm nơm luôn cô chú ha. Dạ, vườn của anh thì có rất là nhiều loại giống luôn ạ. Cúc VIP, thọ hương, cát tường, bạch mai, nữ hoàng mà bạch mai ha, đủ loại luôn nha mấy cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã yêu thương, ủng hộ kênh, ủng hộ cho vườn của anh Phong trong suốt thời gian qua ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình sưu tầm thêm được nhiều cây bonsai quái đẹp ha cô chú. Sưu tầm thêm được nhiều giống mai mới luôn nha. Dạ rồi, bây giờ em xin mời quý cô chú mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của anh Phong luôn ạ. Cái nền vô dây xong nhìn đẹp ghê. Em xin chào anh chủ ơi. Anh chào em. Em xin kính chào tất cả cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang. Hôm nay em nhờ bé Phương qua để quay giùm em một số cây mai thành phẩm để em giao lưu với cô chú anh chị. Mong là cô chú anh chị dành thời gian theo dõi clip, có cái nào hợp lý thì ủng hộ bên vườn em cảm ơn nhiều nha cô chú anh chị. Thôi thì em vô clip luôn để đỡ mất thời gian của cô chú anh chị nha. Em quay sơ cây này cho cô chú anh chị xem thử không? Cái này thọ hương ha. Cây này không, cây này Thủ Đức. Cây này bán rồi. Cây này bán 60, bán rồi. Cây bonsai đại ha. Nó bonsai á, đúng chuẩn của bonsai luôn á. Hoành gốc nó 50, thân tàn đẹp lắm. Cái này ông anh ở Bình Dương ông lấy rồi. Tết đã chuyển lên cho anh. Mình vô đầu em đứng mấy bên đó hợp lý không? Đầu liếp thì ghép mai gì đen hả? Cây này cũng thọ hương em. Cây này cũng thọ hương vào mùa. Cây này Tết này nữa là hơn 3 mùa. Rồi cho em xin một giống nè. Cốt ghép nó liền hết rồi, giống như gần như cây riêng rồi. Mình vô dây đen nhìn nó đẹp, nó dây đen nó hơi mắc hơn tí nhưng mà nhìn cây nó đẹp. Cái này mà tết mà để ngay phòng khách chơi là ok luôn nha. Cái này tết vừa rồi bông nó cũng ok đúng không? Cái lô mấy cây này tết vừa rồi anh bán cũng nhiều, còn lại có mấy cây. Cái này năm rồi nó chưa đủ tàn cho nên anh chưa có vô luôn. Cái này hoành gốc là 20 anh. Hoành gốc anh đo chỗ này là 20. Nó bị hơi cao. Để cái đồn hơi cao rồi. Tán ngang là 65. Chiều cao của cây là 76. Cây này anh xin giao lưu là 2 triệu 8 anh bao ship em. Dạ 2 triệu 8 nha cô chú anh chị, một cây thọ hương cây già mùa lắm luôn hả? Chung cây này thì mình chơi bonsai nó hợp lý nha cô chú anh chị. Cây này em sửa theo kiểu của bonsai chứ không phải là theo kiểu của cây kéo tàn nha cô chú anh chị. Dạ em gỡ cây luôn anh nha. Mã số 2. Mã số B2. B2 cũng là một cây cúc thọ hương nha cô chú anh chị. Cũng già mùa đó em, cây này hơn 2 mùa, Tết này nữa 3 mùa. Hoành gốc là 14 á. Tán ngang 57. Chiều cao nó 52. Cây này anh giao lưu là 900 ngàn, anh bao ship nha cô chú anh chị. Em bao ship nha cô chú anh chị. 900k. Số điện thoại bên em là 0775 693979 nha cô chú anh chị. Chú anh chị gọi bên số đó thì có vợ em đó, nó sẽ tư vấn, nó chốt đơn cho cô chú anh chị nha. Cũng là số Zalo luôn nha cô chú anh chị. Tại vì nhiều khi gọi em thì em không có thời gian để trả lời, rồi cô chú anh chị chờ đợi rồi cũng phiền, cho nên
Nếu cái số của xã em có gì cô chú anh chị liên hệ bên số đó giùm em. Em cảm ơn nhiều. B3 B3 là một cây quý phi nha cô chú anh chị, cúc quý phi nha. Cây già màu. Cái này cũng sửa theo phong cách bonsai nha cô chú anh chị. Cái chậu nhất nó liền luôn nha cô chú anh chị. Cây này hơn 4 mùa em. 4 mùa lá đổ rồi đó. Già hơn anh luôn đó. Vành gốc là 18. Tán ngang là 59 em. Chiều cao là 76. Cây này em xin giao lưu là 1,5 triệu em bao ship nha cô chú anh chị. Cây 4 mùa nha cô chú anh chị. 1,5 triệu về là cô chú anh chị mình sẽ thấy được con vông luôn ha. Ở đây là 1 triệu luôn. Cây bên em là cây thành phẩm hoàn chỉnh nha cô chú anh chị. Về không cần phải làm gì thêm, mới chờ ngày lặt lá mình chơi tết thôi. Cây em sửa ok hết rồi. Nó gọn gàng cây hết rồi, nó không có dư không thiếu. Rồi, em xin đợi. Dạ, mã số B4 nha cô chú anh chị ha. B4 là một cây hoàng quyết long nha cô chú anh chị. Dạ, cây này lùng liền nha cô chú anh chị. Rồi, phân cây này cô chú anh chị tập để phòng khách luôn nha. Cây này đấy đẹp không? Cây này cũng 4 mùa, em coi cố cành nó liền hết rồi, nó như cây ghim rồi. Dạ. Dạ, này nó quá lắm nha cô chú anh chị. Dạ. Em xin năm số luôn nha. Số đo trên cái cổ này đi em, nó đụng đất rồi không đo được. Mình quành cái chỗ này là 16 nha cô chú anh chị. Trên cổ là 16. Cái này nó đụng dưới em không đo được. Tán ngang là 53. Chiều cao là 63 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu 3 triệu em bao ship nha cô chú anh chị. Hoàng quyết long cúc không nhị nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà có thắc mắc gì thì cứ điện vô số 0775693979 nha cô chú anh chị. Bên em sẽ tư vấn cho cô chú anh chị. Dạ rồi, em nói luôn nha. Dạ, tiếp theo là mã số B5 nha cô chú anh chị. Mã số B5 là một cây mai quắn nha cô chú anh chị. B5 là một cây mai quắn, nó có mặt bông luôn nè em. Mặt bông nó dày nhưng mà phôm bông nó lớn hơn nha cô chú anh chị. Này bông nó nở nghịch mùa cho nên bông nó nhỏ. Quắn hay là quắn khách dịch luôn nha cô chú anh chị. Mai quắn mình nó hay con cái là mình chơi được mấy cái tàn rủ như vậy nè. Khi mà những Tết nó có những cái chùm bông á, nó rủ xuống rồi gió thổi đông đưa nhìn nó dễ thương lắm. Em là mai quắn đó. Ừ, anh cũng thích mai quắn mà. Mai quắn anh làm cũng nhiều lắm á. Cây này đế có đế đâu mà. Rồi, em xong số luôn nha. Mấy quán nở chùm đẹp lắm, nó nhiều cái hay lắm. Nó càng già nó càng có giá trị. Ngừng càng già càng cay. Hoành chỗ này là 21 nha cô chú anh chị. Ok nha. Ngược. Tại nghe tới chiều cao nó là 1m12 nha cô chú anh chị. Tại ngang cây này là 53. Cây này em vô dây, nói chung là cây này thì mình cứ để vậy mình chơi thôi. Nó càng lớn thì nó mình giữ cái form như vậy mình chơi. Nó rủ tàn xuống khoảng chừng 1 tấc nữa thì ok lắm. Nói chung là cây này tết là ok á. Dạ, mình giao luôn cây này giá bao nhiêu? Cây này anh giao luôn 2,5 triệu anh bao ship em. Dạ, 2,5 triệu cho cây mai quắn phong cao nha cô chú. Dạ. Rồi, đổi cây giùm em anh. Cây B6 em. Dạ, B6 mình biết lắm mai gì đi em ha. Cứu thọ hơn em. Cây đã vô dây chỉnh sửa hết, đều tàn hết rồi cô chú anh chị ha. Rồi, chọc ghép thì nó liền cái chọc ghép luôn nha cô chú anh chị, liền hết không nha. Đế khá đế luôn à.
Rồi, mình vô thông số em ha. Ngoài là 23 em. Tán ngang 65, chiều cao 62. Cây này anh giao lưu 900k anh bao ship em. Dạ, cây cúc họ Hương dáng hoa siêu siêu ấy cô chú anh chị. Đấy đẹp luôn nha, 900.000 B6. Rồi em đổi cây luôn nha. Đổi giùm em anh ơi. Dạ, T7 cũng là một cây cúc thọ Hương. Cây bonsai đùng liền luôn nha cô chú anh chị. Cây này chọc ghép mà ba bô mà lớn lắm rồi nha cô chú anh chị. Cây này đế cũng khá ok. Chung là mấy cây này mấy cái thành phẩm già mùa hết rồi. Mình gốc chỗ này là 22 em. Tới ngang 61, chiều cao là 58. Cây này em giao luôn 1,5 triệu em bao xếp nha cô chú anh chị. Một cúc thọ Hương già mùa, vô dây thành phẩm hết rồi. Rồi cây này tốt mà để phòng khách chơi là ngon lành luôn nha cô chú chị. Rồi đổi cây giùm em bên đây. Tiếp tục là một cây B8. B8 mình ghép giống như gì nha? B8 là cây quý phi em, cúc quý phi. Phi bông nó cũng cả 40-50 cánh á. Bông cái form bông đó, cái bông nó không to nhưng mà nó nở chùm, nhưng cái form bông của nó thấy thương lắm. Bông ghét cũng lớn lắm rồi cô chú anh chị. Mấy cây này mấy cây già mùa không em? Ghét chứ gốc tư quý không à? Ừ, cái này gốc tư quý. Đế có đế đều luôn kìa. Ừ, cây này đế đều. Quanh gốc là 23 em. Tán ngang 58, chiều cao 94. Cây quý phi này em xin giao lưu 2 triệu em bao ship tới nơi nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 2 triệu trắng luôn cô chú anh chị nha. Mã số à, từ từ. Có mấy cái này. Mã số B9 nha cô chú anh chị. B9 là một cây cúc thọ Hương nha cô chú anh chị. Cây này thì Tết này nữa mới 2 mùa. Cây cúc thọ Hương ghép với phôi mai vàng nha cô chú nha. Cây này Tết chơi bông ok luôn ha. Ừ. Cây này đế cũng dễ thương á. Cây này càng già thì cái đế nó càng đẹp. Nó là xù xì cho nha. Dạ, rồi em xin số luôn ha. Quanh gốc chỗ này là 27 mấy em, gần 28 á. Chiều cao là 85. Tán ngang của cây là 66 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu là 2,5 triệu em bao ship nha cô chú anh chị. Dạ, một cây thọ Hương già mùa nha cô chú. 2,5 triệu. Mã số B10. B10 là một cây cúc 2 tầng 2 mùa nha cô chú anh chị. Dạ, thân lắc lượng quá là cái bộ đế thôi nha cô chú nha. Đế nó rơi một củ luôn nha biết cô chú. Cây này thì nó có hơi bị lỗi chỗ này xíu. Nhưng mà nó không sao. Dạ. Nên là che keo của nó ổn định. Thân lắc lượng nha biết cô chú anh chị. Cúc 2 tầng. Cô chú anh chị nào mà chưa có mà biết mặt bông cúc 2 tầng thì vô Zalo và gọi bên em thì tụi em sẽ cung cấp hình ảnh mặt bông cho cô chú anh chị xem nha. Số điện thoại giao lưu bên em là 0775 69 39 79 nha cô chú anh chị.
Còn gốc chỗ này là 23 cô chú anh chị. 22 à? 22 nha cô chú anh chị. Tán ngang là 54. Chiều cao là 83. Cây này em giao lưu là 1.8 triệu em bao ship nha cô chú anh chị. Dạ rồi, 1.8 triệu. Cây này để đẹp á. Bảo đảm là nó không ảnh hưởng tới tới sự phát triển của cây, nó chỉ là một cái lợi nhỏ thôi, nó bị cháy chỗ này xíu thôi. Trái keo thì nó ok, không có gì hết. Còn những cây nào mà em thấy nếu mà khả năng nó không ok thì em sẽ không bao giờ để giao lưu cho cô chú anh chị đâu. Dạ. B11 phải không em? Dạ. B11 là một cây thọ hơn 2 mùa nha cô chú anh chị. Cây này dáng cũng hơi siêu siêu nha cô chú à. Siêu nhưng mà không bao giờ ngã, tự có cục gạch chim lại. Chọc ghép cũng to, nhưng nó già luôn hết cô chú anh chị. Cây này mình có được mấy mùa rồi ha? Cây này Tết này nữa 2 mùa em. Cây này nói chung cũng chưa già mùa mấy. Nào mình nói cho nó chính xác, cô chú anh chị nhìn, cô chú anh chị cũng biết mà. Dạ. Nhưng mình nói tầm bậy, cô chú anh chị không thích. Dạ, em xin 56 luôn nha. Cây này đế cũng khá ha, cũng được. Chung là cây này chơi cũng tạm á. Mình gốc em đo chỗ này là 22 hơn nha cô chú anh chị. Tán ngang 59. Chiều cao nó là 89. Cây này em giao lưu là 1.7 triệu em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi 1.700.000 một cây thọ hơn. Cây này có thoát thân cao nha mấy cô chú nha. Thoát thân tàn dù tàn đều nha cô chú anh chị. Cây này mình chơi nó bền bỉ theo thời gian á, nó không có bị mất chi tàn gì hết á. Cứ giữ cái form tàn này mình mỗi năm nó sẽ ra đẹp hơn. Rồi đổi cây giùm em anh ơi. Mã số B12 nha cô chú anh chị ha. B12 là một cây bạch mai Tân Châu nha cô chú anh chị. Loại bạch mai Tân Châu, dáng nó hơi siêu siêu nha cô chú ha. Bạch mai Tân Châu bông nó là bông dảo to, nó giống như bông Thủ Đức nhưng là nó màu trắng nha cô chú anh chị. Cái này mình ghép cũng đủ chi đều tàn nha cô chú ha. Đế là cũ nha. Đi đế nó nhìn dễ thương ha. Đế nó cũng hay hay nè. Quỳnh gốc là 22 nha cô chú anh chị. Tán ngang em đo chỗ này là 50. Chiều cao của cây là 72 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu là 2.2 triệu em bao ship nha cô chú anh chị. Rồi. 14. Em Phương ha. Ủa? Ủa 17 hả? B14 cũng là một cây bạch mai Tân Châu ghép gốc Tú Quý nha cô chú anh chị. Dáng bay. Cái này rót cao xíu. Cái này lên cái chậu đẹp rồi nó khác lên liền à. Cái này hoành gốc 24 hoành gốc là 24. Cái tàn bay của nó là 60 nha cô chú anh chị. Cái tàn ngang của cây là 50. Chiều cao của đỉnh cây là 49 nha cô chú anh chị. Cây bạch mai Tân Châu dáng bay này em giao lưu là 4 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, 4 triệu nha cô chú ha. Cây này mình chơi Tết được, còn sưu tầm giống được luôn nha mấy cô chú anh chị. Bông nó to như bông Thủ Đức nha cô chú anh chị, nhưng mà nó màu trắng nha. Rồi, đổi cây giùm em anh ơi. Mã số B15 nha mấy cô chú anh chị. B15 là một cây hoàng quyết long nha cô chú anh chị. Dạ, cây này vơm tàn thông luôn nha cô chú. Hoàng quyết long cúc không nhị.
Em đang quay chút em gọi lại nha. Mà cây này bé quá quá luôn cô chú anh chị. Này đế nơm luôn ha anh. Ừ, đế nơm anh. Nhưng mà cây này cây này nó bị bọng từ nhỏ, nó già rồi, nó bọng nhưng mà nó không có ảnh hưởng gì tới cây hết á. Nó già, nó thành lũa luôn rồi. Hoàng Quyết Long. Trời ghét, nó to cả bằng ngón tay út luôn nha cô chú anh chị. Em thấy cái đế nó nhìn y như là cái chân của con rồng đang bám xuống đất. Ha. À, cây này già mùa hết không anh? Ừ, cây này ba mùa em. Tết này nó là hơn 3 mùa. Rồi, em xin thông số luôn nha. Nguồn gốc đo chỗ này là 39. Dạ. Tán ngang của cây là 90 nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m2 cô chú anh chị. Cái Hoàng Quyết Long này em giao lưu 10 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, 10 triệu một cái Hoàng Quyết Long ghép được 10 triệu em bao ship. Cây này là tết là chơi bông rồi, êm lắm nha cô chú anh chị. Hay thấy lúc nụ quá trời luôn ha. Dạ cô chú anh chị mình đang lấy cây nào liên hệ với số điện thoại của anh Thông giúp em ha. Số điện thoại của bên em là 0775693979 nha cô chú anh chị. Dạ, dạ em đỡ cây luôn nha. Rồi à, em đỡ cây luôn anh này. B16. B16 là một cây cúc thọ hương luôn nha cô chú anh chị. Cúc thọ hương dáng bay. Dáng bay đều tàn nha cô chú anh chị. À, cái dàn cây được vô dây chỉnh sửa đều hết rồi với cô chú nha. Cây này hứa hẹn một mùa xuân như ý á. Cây cúc chi lớn rồi nha mấy cô chú anh chị, cỡ hơn cái ngón tay cái của em luôn á. Mặt bông luôn nè Phương. Đó. Mặt bông bên trái tay em nè. Ừ. Đây cũng đang có nước nụ quá trời luôn nha cô chú anh chị. Cây này nó nằm đúng của cái dáng bay luôn nha cô chú anh chị, những cái cành, những cái rễ của nó bám. Vàng rất là tròn đều luôn á. Cây này cô chú anh chị lấy về mình lựa một cái chậu đẹp đẹp, cái mình đưa lên chậu cái nữa thì nó ok lắm nha cô chú anh chị. Mình gói cái này là 27 nha cô chú anh chị. Ừ, mấy này có chân chịu hết. Nó cây này nằm dáng bay hợp lý lắm, nó có chân chịu hết rồi. Nhìn nó không có yếu cây. Cái tàn bay của nó chỗ này là 1m nha cô chú anh chị. Tán ngang của nó cũng 1m luôn nha cô chú anh chị. Cái đỉnh chủ của nó. Đỉnh chủ của nó là 40 nha cô chú anh chị. Cây này em giao lưu 4 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, cúc thọ hương già mùa. Cây này em giao lưu 4 triệu em bao ship luôn. Dán bay nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị xem lại lần nữa nhạc xuyên chú cân ha. À, 4 triệu nha cô chú anh chị. Dạ, rồi em đỡ cây đây nha. Thôi mình hết clip luôn rồi. Dạ. Rồi, cứ clip anh chờ hết thì em đi nha. Rồi, cây này cũng là cây cuối clip rồi. Em cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã dành thời gian để theo dõi hết clip nha. Mong là cô chú anh chị xem clip có cái gì không hợp lý thì bỏ qua giùm em nha. Em mong là cô chú anh chị
xem có cái nào mà thấy ưng ý thì liên hệ giao lưu với bên vườn em. Em cảm ơn nhiều nha cô chú anh chị. Em chúc cho cô chú anh chị luôn có cuộc sống tràn đầy niềm vui và hạnh phúc nha cô chú anh chị. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Em xin hết. Dạ, xin chào, hẹn gặp lại với cô chú anh chị ở những clip tiếp theo đó cô chú. Chúc cô chú anh chị mình cảm ơn cho tập đoàn quý luôn nha. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ạ.